Tiếp tục vào việc anh chị ơi. Lô đất sát căn nhà này nha, sổ hồng riêng quý chị. Chỗ đây gần Vincom, gần ngã tư 550 quý chị ơi. Một vị trí rất tuyệt vời quý chị nha, thuận tiện di chuyển nha. Thuận tiện di chuyển xuống ngã tư 550 và Vincom. Lô này 2 tỷ 300 triệu anh chị. Có bớt và có thương lượng cho anh chị mình luôn nha. Có hỗ trợ ngân hàng cho anh chị mình luôn. Sát bên căn nhà tính ra nào quý chị, sát bên căn nhà tính ra này. Lô này là 72 mét quý chị ơi. Ở đây thì mình xây tự do. Anh chị mình có thể xây giống nhà hàng xóm này, một trệt một lầu, một tung làm sân thượng, đó tùy nhá. Ở đây người ta xây một lầu hai lầu nhiều lắm. Đây, lô mình đây. Lô này là 72 mét, sổ hồng riêng, có hỗ trợ ngân hàng, giá còn bớt còn thương lượng. Mà đây là gần Vincom, mà chỗ này là phường Tân Đông Hiệp quý chị, phường Tân Đông Hiệp nha, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Nếu mà anh chị mình di chuyển xuống Vincom đây, ra đường DT này quý chị. Ra đây anh chị mình xuống Vincom, xuống ngã tư 550 là 2 km thôi ha. Một cái đường thẳng DT743 đó. Đó. Vị trí rất đẹp đó quý vị ha. Nếu mà nói đúng ra chỗ đây là gần Vincom, gần Di An mà chỗ này là quá ok rồi, quá tuyệt vời rồi. Ở bên đây người ta cũng xây nhà quá trời nè quý vị. Đây, hàng xóm này, xây nhà quá trời này. Đó, bên đây cũng có luôn quý vị. Đất mình thì đây nhá, lô này, đây. Lô này quý vị này. Rồi. Từ mép nhà này qua gốc cây này, ngang 4, dài 18, lô này 72 m, có 60 m thổ cư. Có 60 m thổ cư, anh chị mình xây là xây tự do. Mình có thể xây nhà tạm, nhà cấp 4, nhà lầu đều được mà, đúng không? Tại vì chỗ này xây tự do. Chỗ đây ngoài cái vấn đề mà gần Vincom với gần ngã tư 550 ra, 550 thì chỗ này anh chị mình di chuyển về mà chợ đầu mối nông sản Thủ Đức quý chị, 6 cây nha. 6 km là chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, là thành phố Thủ Đức đó quý chị ha. Cầu vượt Sông Thần, cầu vượt Gò Dưa đồ đó, đó nó cũng chỉ từ 6 đến 7 km thôi. Đó là những cái vị trí mà liền kề với thành phố Thủ Đức nha anh chị nha. Từ 6 km, 7 km là anh chị mình sẽ có cầu vượt Sông Thần này, chợ đầu mối nông sản Thủ Đức này, cầu vượt Gò Dưa đó, được chưa? Và đây là thành phố Di An, và đây là phường Tân Đông Hiệp, thành phố Di An. Đây gần nhất là gần Vincom với gần ngã tư 550 là 2 km anh chị nha. Đường DT743 là ngay phía trước nha. Đó. Chỗ này để dễ hình dung hơn là gần với ngã ba mũi tàu thì ngay đây luôn, mấy trăm mét thôi là tới ngã ba mũi tàu. Đó. Thì anh chị mình đi xem lô đất này có thể hẹn em ở Vincom cũng được nữa ha. Em sẽ dẫn anh chị mình đi xem nha. Lô này là 72 mét và thổ cư 60, sổ hồng riêng, lô này 2 tỷ 3. Lô này còn bớt còn thương lượng, giá mua bán thì chắc chắn rồi còn phải dưới 2 tỷ 3 đúng không? Mà khu này cũng đẹp đó, xây tự do. Thì anh chị nào mà thấy mà đang cần tìm một lô đất mà loanh quanh 2 tỷ 3 đó, ở mà gần Vincom để mình xây tự do quý chị ha. Anh chị nghiên cứu lô này đi. Hướng này hướng Tây Bắc, anh chị là Tây Tứ Trạch là hợp nha. Hướng Tây Bắc đó quý vị, nên là Tây Tứ Trạch rất hợp luôn. Rồi. Anh chị nhớ đăng ký kênh để xem nhiều video hơn. Nhà đất em Hải nhiều lắm, ngày nào cũng đi quay đất rồi nhà rồi, nói chung cái gì mà đang bán ở bất động sản nào đang bán ở thành phố Di An với Thuận An của Bình Dương này mà sổ hồng riêng mà hời hơn thị trường là em chọn ra em quay hết ha. Phải hời nhá quý chị nhá, phải hời, phải đẹp, phải là sổ hồng riêng. Rồi ngoài ra em có review ở Tân Uyên rồi Thủ Đức rồi là Biên Hòa đâu đó quý chị ha, nhưng mà nhiều nhất là thành phố Di An với Thuận An là hai khu vực mà gần như là ngày nào cũng quay phim rất là nhiều luôn anh chị nha. Bên trong đây cũng có căn nhà đang xây phía trong nữa này đó quý chị nha. Rồi ở trên video em là có số thứ tự cái má, có cái số thứ tự quý chị, anh chị nhớ chụp lại màn hình hoặc lưu lại cái số thứ tự đó ha, và gọi cho em bất cứ lúc nào và nói cho em cái má đó để em biết là cái bất động sản này còn hay không, cái sản phẩm này còn hay không. Đấy thì nếu còn thì em sẽ gửi đầy đủ thông tin cho anh chị mình và cùng hẹn nhau mình đi xem, còn nếu mà bán rồi thì em cũng sẽ báo anh chị mình nhá. Đấy, thông tin review là nó phải đúng đủ chính xác minh bạch công khai, review là không làm mất thời gian của ai, nên là nhớ đăng ký kênh của em Hải mà xem. Rồi em xin chào, hẹn gặp anh chị trong những video tiếp theo.